chào tất cả anh chị em xem bản trên đường live cháu Thảo Nguyễn. Ngày hôm nay tôi lại có một cái câu chuyện tôi nói tiếp. Tối ngày 9 tháng 9 thì Hồng Loan đi hát ở quán cà phê của ông bầu xô Quy Lê. Thì theo tôi coi trên mạng thôi thì tôi thấy rất là đông khán giả ngồi kêu bằng là chật hết trơn trong cái quán đó, không có chỗ nào trống, bao nhiêu ghế ngồi hết, khán giả rất là đông à, khán giả đông lắm. Giờ còn mà nói về các ca sĩ nghệ sĩ người ta hát đó, lấy cái hình thức á là người ta coi như là hát giao lưu những cái người là coi như là Hồng Loan đó, thì đâu có phải là nghệ sĩ. Nhớ một cái người đang đi tập hát thôi, người ta đi tập hát, người ta hát giao lưu để mà giúp vui cho bà con vậy thôi, chứ người ta đâu phải là nghệ sĩ mà hát được như vậy đó thì rất là hay. Như là Linh Tí nè, rồi chú Ngân Tấn đó, thì tới mới là nghệ sĩ. Còn những người kia thì cũng giống như là những người mà đi hát giao lưu thôi. Nhưng mà ai nói ai thì nói, chứ thấy Hồng Loan nó hát cái chú Ngân Tấn là rất là tiến bộ đó. Hát cái nha, những cái bài giọng cổ nói về cha đó rất là tiến bộ, tôi thấy nghe rất là hay. Như vậy đó mà cũng có một cái đám này, người ta gọi là đám cún con. Cái đám cún con với cái đám ve con bây giờ hát hay hay là hát dở, hay là hát quên lời, hay là hát lộn chữ chăng đi nữa đi, cũng phải hát thật để cho khán giả người ta nghe, người ta cảm nhận được và người ta thông cảm và người ta sẽ thương yêu. Đó bởi vì những cái người mới mà đâu có giờ mới bước chân lên sân khấu đâu, tập ca thôi chứ chưa có phải là cái người mà đã từng lên sân khấu thi thố rồi bước chân vào cái thế giới nghệ sĩ ca sĩ đâu, mà người ta phải khoe bệnh này kia. Như Hồng Loan thì những cái cô bác khán giả mà người ta đi xem không ai ta khoe bệnh gì hết á. Hát hay hay hát dở, hát quên lời hay là hát lộn câu lộn chữ chăng đi nữa thì người ta cũng sẵn sàng coi như là hoan hỷ bỏ qua, người ta không có chấp nhất gì mấy cái chuyện đó hết á. Bởi Hồng Loan không phải nghệ sĩ. Mà còn cái này á, cái đám cuốn con á, là cái đám á là cuốn con đó là cái đám của nghệ sĩ U Tối Vũ Lờ á, chứ con le với cái chân le le Vũ Lờ con le le. Còn cái đám ve con á là cái đám á coi như là cái đám ve cuồng đó, đi nịnh vợ con ve, con ve sáu bào, đi cắt đi ghép đi chế hình Hồng Loan. Tụi bay có ghét Hồng Loan đến tận xương tận tỷ, tụi bay có ghét Hồng Loan đến khi mà tụi bay mà ngất xỉu mà phải tắt thở luôn thì Hồng Loan cũng bình thường vậy thôi, cũng không có làm gì được Hồng Loan hết á. Thì bay ghét người ta, bay ganh ghét người ta, bay ức, bay tức, biết là bay bị đột quỵ có không chừng. Thời buổi bây giờ kiếp sống đâu có biết trước được điều gì, khi bay hậm hực ấm ức bay ghét người ta quá, bay ghét người ta quá thì biết là bay ức tức lên, là cái máu nó dồn lên não bay đột quỵ gì sao. Chuyện nó có nhưng mà không nè. Nhưng còn Hồng Loan nó bình thường, vì nó phải nghệ sĩ. Đã thấy nói rồi, khán giả yêu thích Hồng Loan, khán giả yêu cầu thì bầu show người ta bốc, đơn giản vậy thôi. Cũng như bây giờ là bầu show Vi Lê đó, người ta có cái quán đó cũng giống như cái quán nghệ sĩ đi, cái quán cà phê nghệ sĩ đi. Bây giờ người ta muốn mở một cái live show quán cà phê như vậy đó, thì những cái khán giả đó người ta yêu cầu thôi bầu show Vi Lê nhớ bốc Hồng Loan với nha. Thí dụ trong 10 người mà cái số đông 6 người yêu cầu thì dĩ nhiên là người ta phải bốc rồi. Còn những cái người á, hát hay mang danh mang mát nghệ sĩ mà người ta không dám bốc show nữa, người ta quỷ show luôn. Không có phải mà người ta sợ cái gì hết á, mà người ta cảm thấy người ta ghê tởm quá. Cái con người tâm địa nó ác quá. Một nghệ sĩ mà không có một chút đạo đức, không có một chút lương tâm, không có một chút tình người, sống vong ơn vong nghĩa, phản bội phản phúc phản quá trời phản, âm thầm ha, coi như là trăm mưu ngàn kế, coi như là toan tính tính toan ha, hại người ta không thành thử ra, người ta nhìn thấy điều đó, xem được điều đó, người ta cảm thấy nó quá tổn.
cho nên ta sợ quá cho nên ta quỷ xô luôn, thôi tao không mướn mày nữa đâu, mày ác quá, thằng đó tao câu nên tao nói câu câu vậy thì nó quá đi, cho nên tao nói thôi quỷ xô, không dám ai, không dám ai mời hết á. Còn một cái con á khoe đăng đẳng, ta đây á là nghệ sĩ hạng ba hạng bốn gì đó, hát hay cũng là chọc ghẹo Hồng Loan, chế nhiễu Hồng Loan, hát dở, hát nhép, hát quên lời, hát không gõ câu ở tùm lum. Nhưng mà đều Hồng Loan luôn luôn được khán giả thương yêu từ trong nước cho đến ngoài nước, các tỉnh thành miền Tây thì Hồng Loan cũng có đi hát rồi, chừa ra miền Trung, miền Bắc thì chưa thôi ha. Cái miền Tây Hồng Loan cũng đi hát rồi, như là Chùa Bà, Châu Đốc, như là Tây Ninh đó, như là Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang rồi đó, thì Hồng Loan cũng đã tới hát rồi ha. Đó, miền Tây tới rồi, nhưng chỉ còn xuống miền dưới miệt thứ thì chưa đó ha. Còn như cái con dê sầu đó, dê sầu kiếp sát đó, cũng là một nghệ sĩ ta đây trời ơi, khoe khoang từ mẹ tới con, cái miệng kêu bạn là hô 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 hô, thông báo quảng cáo rồi không ai dám bóc show hết, tự bỏ tiền ra làm live show ơn, có được chừng 20-30 người coi, 20-30 người đó coi như cái bọn cái bọn ve con đó là một nửa, còn một nửa là cái bọn coi như là chứ còn người ngoài á, thời buổi bây giờ khó khăn ở như miền Bắc kìa, họ đang bão lụt kìa, không có ai mà khùng điên ngu dại đến mức cái độ mà phải bỏ tiền ra 2-3 triệu bạc đi mua một cái vé vô xem những cái bọn thất đức bất nhân tụi mày để mà hát. Người ta để tiền đó, cái thứ nhất là người ta để dự trữ, người ta ăn biết đâu mưa gió giông bão tới lúc nào. Cái thứ hai nữa là ta cũng đóng góp 500-1 triệu thí dụ như vậy để mà người ta gửi ra ngoài miền Bắc, người ta giúp đỡ coi như là mà bão lụt miền Bắc, giúp đỡ cho những cái mảnh đời mà bị bão lụt cuốn trôi này kia. Người ta không có nhiều, ta không có giàu, như con Phương Lê nó giàu vì nó làm một cái hàm răng là lời cả tỷ rồi, đối với nó 500 triệu là chuyện nhỏ. Còn ở đây những người dân người ta nghèo, người ta đâu có tiền nhiều đó, thì ta hùng có để 500, 200, 300, 100 gì, 1 triệu gì, cái đó là tùy theo cái lòng thương mến để mà người ta gửi về miền Bắc thôi, gửi về miền Bắc bảo lục thôi ha. Chứ đâu có phải mà người ta giàu như Phương Lê đâu, mà ở đó mà thằng thám tử cao lên phân bì trời ơi, hô hô hô, Phương Lê nó xúc phạm coi như là 4 chữ tổ quốc ghi công á, thì thằng thám tử cao cái miệng ngậm lại giống như mà cái con chim chích nó đang lúng sình á, không dám hó một tiếng. Rồi con Phương Lê nó xúc phạm cái vấn đề mà bài quốc ca coi như là tổ quốc Việt Nam, quốc hồn quốc tí dân tộc, thằng thám tử cao cũng ngậm cái miệng lại giống như con hến mà ngậm lại, không dám mở miệng nói một câu. Mà còn bây giờ cái thì vợ khen Phương Lê coi như là làm từ thiện, gửi tiền như cái cứu trợ bão lụt miền Bắc này kia đó, chỗ tung 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 lên, hô 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 lên, đội 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 lên liền. Đúng là một cái con người, không phải nói nó nhục, ôi là nó nhục. Cha mẹ đẻ ra thì cũng phải nói đau đớn, để một cái thằng con nó thất đức bất nhân, ác tâm ác, ác địa quá trời ác. Nói thiệt, cha mẹ thằng thám tử cao này chắc cũng ở ác dữ lắm, cho nên mới đẻ thằng con ra ác quá trời ác. Ác kêu bằng là không thể nào mà tưởng tượng luôn. Hại không biết bao nhiêu người gì muốn kiếm tiền, lừa gạt người ta, lừa đảo người ta, rồi đánh lộn con trắng thành con đen thành con trắng. Ôi trời ơi, mô nghiệp này gánh làm sao mà cho hết, ăn làm sao mà cho hết nổi. Ăn ở cái gì cũng vậy, ta phải để một chút xíu phúc đức, còn thằng này quá trời ác tàn sát. Rồi bây giờ thì lòi ra thêm một thằng nữa, thằng nghệ sĩ U Tối Vũ Lu, Vũ Lưng đó. Cái thằng này kêu bằng là trăm miêu ngàn kế mà độc ác tận cùng xương gió, tận cùng xương gió luôn. Ơn không trả mà lấy quán lại đáp ơn của ông Vũ Linh đó, giúp cho nó đó, nó không có trả mà nó còn hại con Hồng Loan, nó còn phản ngược luôn. Mà thằng này bây giờ là 50-mấy tuổi, u là cái u 60 rồi đó, chứ đâu phải còn nhỏ đâu, hát hò được bao nhiêu năm nữa.
mà sống á, mà tạo cái nghiệp chướng kiểu này nè. Bây giờ tôi nói thẳng luôn á, nghệ sĩ tỉnh á, nghệ sĩ chuông vàng giọng cổ đó, như là nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi nè, rồi nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp nè, trời mấy người đó kêu bằng là hát rất là hay luôn. Hầu Quảng Hồ Đồ hát rất là hay, tôi cũng ưa mở YouTube coi mấy người đó hoài cái gì, mấy người nghệ sĩ đó hoài cái gì, hát rất là hay chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Còn cái thằng Vũ Lưng này bây giờ nó già rồi, nó 52, 53 tuổi rồi, 53 tuổi tới sát bên rồi, còn vậy thuộc về cái hệ U60 rồi. Mà bây giờ thằng này nó lộ cái mặt nó ra, nó ác quá, trời ác, ác tận cùng xương gió luôn. Dù cho mày có ác cỡ nào chăng đi nữa đó, thì cuối cùng lại rồi đó, ông trời thì cũng phạt mày thôi, đúng không? Ông trời cũng phạt mày thôi. Người ta nói người hại thì khổ dài ra, ngày dài tháng rồi trời hại là phải khổ cả đời, trời kêu là phải dạ. Bây giờ mày ác quá, mày hại người ta khóc, ta lóc, ta kể, ta lễ, ta kêu trời, kêu đất, ta niệm Phật, ta cầu nguyện, ta kêu trời của đất, thì dễ như cũng phải thấu lòng trời, cũng phải thấu lòng trời cũng như đó. Mang ơn ông Vũ Linh không trả được, thiếu nợ ông Vũ Linh không trả được, mà bây giờ lại hại Hồng Loan. Chính cái miệng thằng Vũ Linh này nè, nói con Hồng là con ruột của ông Vũ Linh, chính cái miệng Vũ Linh nói, clip đó còn nó chứ phải không đâu. Nếu mà nó biết con Hồng Loan là con ruột con Vũ Linh á, chính nó là con nuôi á, mà nó là cái người là được ông Vũ Linh coi như á là giúp đỡ, nó phải mang ơn ổng thì nó phải thương yêu Hồng Loan mới đúng. Chứ có đâu mà đi hại Hồng Loan. Nợ ơn cha thì phản, lừa đảo con lại hại con nữa. Nên nợ ơn cha là nợ ơn Vũ Linh nó phản á, mà nó lừa đảo con Hồng Loan, nó lợi dụng Hồng Loan, nó kiếm tiền cả tỷ á, nó ăn rồi bây giờ nó hại Hồng Loan tiếp. Nó bây giờ ở trong chúng ta, cộng đồng người chúng ta, những người nào mà xem xét mà đúng về cái mặt đạo đức, nên xem xét cái thằng Vũ Lưng này, cái thằng này quá ác, thằng này rất là độc ác nè, độc ác nham hiểm, trăm mưu ngàn kế hại người, độc ác lừa đảo, lừa tiền, lừa tình người ta đủ thứ, quá trời quá đất. Cái thằng này tôi nghĩ rằng chắc là nước cuộc đời nó không bao lâu đâu, chắc nó cũng phải bò lết lết để đi xin ăn cái gì á, chứ nó cũng không có được tốt đẹp gì đâu. Tôi nói thiệt, nếu mà thằng này mà nó có con nó cũng bị tật nguyền bãi não này kia, chứ cũng không có được trọn vẹn nó, bởi vì cái tâm địa nó quá ác. Tôi nói thẳng như vậy luôn. Giờ một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều nha, đã vào cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký và xem hết tất cả các video của em. Em chào tạm biệt hết tất cả cô chú anh chị nha, em bye cô anh chị.